nghệ sĩ Lê Bình rơi vào tình trạng nguy kịch khi đã sốt và hôn mê 2 ngày liên tiếp. Khoảng một tuần trước, nghệ sĩ Lê Bình phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu. Ông bị liệt nửa thân dưới, hai chân sưng phù do bệnh ngày càng trở nặng. Được biết, tế bào ung thư của nam nghệ sĩ đã di căn vào tủy, khiến sự sống trở nên mong manh. Căn bệnh ung thư hành hạ khiến gương mặt nam nghệ sĩ gầy guộc, hốc hác. Dù vậy, ông vẫn giữ cho mình thái độ sống lạc quan và tích cực. Trước bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu của Lê Bình, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến thăm và động viên nam diễn viên. Mới đây, một đồng nghiệp đã đến bệnh viện 175 để hỏi thăm sức khỏe của nghệ sĩ gạo cội. Theo người này cho biết, Lê Bình đang rơi vào tình trạng sốt và hôn mê 2 ngày liền. Sức khỏe của ông hiện khá nguy kịch. Đính kèm tấm ảnh là nam diễn viên người đẹp Tây Đô nằm mê man, người chỉ còn da bọc xương. Hình ảnh của nghệ sĩ Lê Bình khiến công chúng không khỏi xót xa. Thương chú quá, cầu mong chú vượt qua được cửa ải này. Những nghệ sĩ chân chính, tài năng đang dần về với đất mẹ, chỉ mong có phép màu để chú khỏi bệnh. Cố gắng lên chú, sức khỏe sẽ tốt lên thôi, là những lời động viên từ phía cư dân mạng. Cách đây ít ngày, Á hậu Trịnh Kim Chi tiết lộ nghệ sĩ Lê Bình bị lở loét phần thân dưới, ăn và nói chuyện khó khăn. Đến thăm anh mà chỉ dám nói chuyện vui thôi, cũng chỉ muốn nhìn thấy anh cười, không muốn thấy anh khóc. Vậy mà khi anh nói anh bị lở phần mông lúc nào không hay, vì nguyên từ thắt lưng trở xuống anh không còn cảm giác, anh cười rồi nghẹn lại. Anh cười đó rồi khóc đó khi nói đến tình cảm của anh em đồng nghiệp, cùng khán giả đều mong anh mạnh khỏe. Cô con gái nuôi thấy tôi và đạo diễn Lê Bảo Trung vào thăm vội vàng, mang ly sữa, nói tôi ép anh uống. Vì chỉ khi bạn bè đến thăm anh mới cố gắng ăn uống được nhiều hơn. Một ly sữa đầy anh uống hết. Vì có lẽ chúng ta đến với anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh để chống chọi với căn bệnh quái ác này. Một chai thuốc anh truyền vào cơ thể mất hơn 60 triệu, một con số không nhỏ đối với anh Lê Bình trong lúc này. Mọi người ơi, nán độc và chia sẻ giúp đỡ anh Bình nha. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Trịnh Kim Chi chia sẻ. Tiểu sử nghệ sĩ Lê Bình, cuộc đời và sự nghiệp trước khi bị liệt nửa người vì ung thư phổi. Nghệ sĩ Lê Bình được khán giả nhiều thế hệ yêu mến với hình ảnh ông già nam bộ, để lại nhiều vai diễn chức cho điện ảnh Việt, nhưng lại có một số phận không mấy may mắn. Hãy cùng nhau tìm hiểu về người nghệ sĩ tài ba và sự nghiệp diễn viên, đạo diễn của nghệ sĩ Lê Bình nhé! Được khán giả biết đến trong nhiều tác phẩm phim điện ảnh và phim truyền hình, nổi bật là Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Vịt Kêu Đồng, Cô Gái Xấu Xí. Ngoài ra, nghệ sĩ Lê Bình còn tham gia soạn thảo, đạo diễn nhiều vở kịch. Các vở kịch của tác giả luôn được công chúng đón nhận tại các sân khấu lớn. Trong sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Lê Bình đã đạt được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Là một trong những nghệ sĩ gạo cội của nền điện ảnh nước nhà, để lại nhiều vai diễn vượt thời gian, xây dựng được hình tượng người nghệ sĩ chân chính trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ. Nhưng cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Lê Bình lại khiến không ít người xót xa nhưng đầy khâm phục. Nghệ sĩ Lê Bình tham gia vào nghệ thuật rất sớm, từ năm 15-16 tuổi. Vai diễn đầu tiên là ông chủ tiệm thuốc bắc trong Dòng Sông Không Quên. Tuy nhiên, nghệ sĩ Lê Bình được khán giả yêu quý nhất là trong Đất Phương Nam và các vai diễn trong series phim cổ tích Việt Nam. Dù không để lại những vai diễn ấn tượng làm nên tên tuổi vàng, tuy nhiên nghệ sĩ Lê Bình đã đi vào tác phẩm Mộ Yêu Tinh và Bầy Trẻ, Sự Thích Giả Tràng mà qua hàng chục năm khán giả vẫn đón nhận. Đặc biệt, tác phẩm Vịt Kêu Đồng đã giúp nghệ sĩ Lê Bình đạt được giải nam diễn viên phụ được yêu thích nhất tại cuộc bầu chọn giải thưởng truyền hình HTV Award năm 2010. Không đi sâu trong lòng khán giả trong những vai chính để đời, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nghệ sĩ Lê Bình lại khắc họa thành công hình tượng người nông dân chân chất, hiền lành nhưng cương nghị, cứng rắn và được mệnh danh là ông già Nam Bộ. Mang đến cho khán giả những vở kịch nhẹ nhàng và chân thực khi mang tâm tư và tình cảm của chính cuộc đời mình vào vai diễn. Nghệ sĩ Lê Bình đã thực sự thành công và để lại dấu ấn nhất định trong lòng khán giả mà khó có ai có thể thay thế. Là một nghệ sĩ được khán giả yêu mến, nhưng Lê Bình lại có một số phận không mấy may mắn. Cuộc sống vất vả từ thuở ấu thơ, bén duyên với nghiệp diễn nhưng lại không mấy dư dả về tài chính. Gia đình của nghệ sĩ Lê Bình cũng không được êm ấm, hạnh phúc. Điều khiến khán giả xót xa hơn là vào tháng 8 năm 2018, ông lại phải gánh chịu căn bệnh ung thư phổi quái ác. Tuy đã được bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn không thể tiến triển theo chiều hướng tích cực. Dù không thành công ở những vai diễn lớn, nghệ sĩ Lê Bình vẫn để lại những hình tượng nhân vật đầy ấn tượng đi vào lòng khán giả qua nhiều thế hệ. Đặc biệt khi trên giường bệnh, nghệ sĩ Lê Bình vẫn lạc quan, yêu đời,
không quên giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan và lo nghĩ cho con gái. Gia đình đã cho thấy được phẩm chất đáng quý của anh. Chính vì thế, ông được nhiều đồng nghiệp như MC Đại Nghĩa, Việt Trinh, Mỹ Uyên, Nhật Cường yêu mến, giúp đỡ trong suốt quá trình chữa bệnh. Một tin vui gần đây nhất là vợ của nghệ sĩ đã quay về để cùng ông vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc cho nghệ sĩ luôn vui, được nhiều khán giả yêu mến và tình trạng bệnh sẽ ngày một tiến triển hơn. Trên đây là một số thông tin về tiểu sử của nghệ sĩ Lê Bình. Chúng ta hãy cùng cầu mong cho nghệ sĩ gặp được may mắn và vượt qua được bệnh tật để có thể sống vui và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Diễn viên Mai Phương bất ngờ đến tận nhà nghệ sĩ Lê Bình dù đang chịu tác dụng phụ của thuốc. Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, thông tin nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương mắc phải căn bệnh ung thư phổi khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh, cả hai nghệ sĩ đã được xuất viện và điều trị ngoại trú. Mặc dù vậy, Lê Bình và Mai Phương vẫn thường xuyên phải vào viện tái khám, uống thuốc theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Dù đều phải chống chọi với bệnh tật, nhưng khó có thể phủ nhận được tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ của hai nghệ sĩ, khi cả hai vẫn thường xuyên dành thời gian đi ủng hộ, kêu gọi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, nghệ sĩ Lê Bình tiếp tục khiến khán giả không khỏi xúc động khi đăng tải khoảnh khắc diễn viên Mai Phương dẫn con gái La Vi và sư cô đến thăm hỏi sức khỏe của ông. Tối nay nằm ở nhà, bất ngờ Mai Phương dẫn con cùng sư cô leo 5 tầng lầu đến thăm, nói chuyện và cho quà. Xúc động quá, mừng mà quên hỏi tên sư cô luôn, xin cô xá tội. Người bệnh thăm bệnh, thấy Mai Phương tươi tỉnh hơn nhiều, Lê Bình viết. Có thể thấy, trong những hình ảnh được nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ, gương mặt ông và Mai Phương đều lộ vẻ mệt mỏi, yếu ớt. Tuy nhiên, cả hai vẫn thường trực nụ cười trên môi trong những giây phút gặp gỡ hiếm có này. Khoảnh khắc người bệnh thăm người bệnh của hai nghệ sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Chúc hai nghệ sĩ mau thoát khỏi bệnh tật, thấy vui cùng anh em Mai Phương. Chúc anh và em mau bình phục sức khỏe. Hết bệnh anh nhé, hy hữu quá. Bệnh thăm bệnh tình cảm quá đáng yêu anh ơi, là những lời nhắn gửi đến hai nghệ sĩ. Cách đây ít ngày, Mai Phương cũng chia sẻ trong một đoạn livestream trên trang cá nhân về tình hình sức khỏe hiện tại. Nữ diễn viên cho biết cô đang gặp phải tác dụng phụ của thuốc điều trị ung thư như bị rụng tóc, da chết dày lên nhiều, mí mắt bị sụp xuống. Về phía nghệ sĩ Lê Bình, ông chia sẻ tình trạng bệnh của ông bây giờ đã di căn vô xương, sống chết khó lường. Có thể thấy, cả hai nghệ sĩ đều đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư. Dù còn nhiều khó khăn trong việc điều trị, song công chúng luôn hy vọng tình trạng sức khỏe của Lê Bình và Mai Phương sẽ có những tiến triển tích cực trong thời gian tới. Nghệ sĩ Lê Bình bất ngờ có thuốc điều trị mới, hy vọng qua khỏi bệnh hiểm nghèo. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ hài Đức Hải chia sẻ hình ảnh anh và bạn bè vào thăm diễn viên Lê Bình, đồng thời tiết lộ loại thuốc điều trị từ Nhật đã về, hy vọng nam diễn viên vịt kêu đồng sẽ sớm hồi phục bệnh. Chia sẻ này từ danh hài đã nhận được rất nhiều lượt tương tác từ khán giả, trong đó các nghệ sĩ trong nghề. Người hâm mộ đều gửi lời chúc sức khỏe, mau bình phục đến nam diễn viên Lê Bình để ông sớm trở lại với niềm đam mê nghệ thuật của mình. Bên dưới, rất nhiều khán giả đã comment để động viên cũng như mong nghệ sĩ Lê Bình sẽ sớm khỏi bệnh. Vẫn là anh với những vai diễn mạnh mẽ, đầu quấn khăn ri rất phong cách. Người của công chúng mà, mặn phép được khen hai diễn viên đẹp quá, trên cả tuyệt vời. Mong bác Bình mau hết bệnh, hâm mộ bác nhiều lắm. Em chúc anh Lê Bình sẽ mau hồi phục nhé, cả bé Mai Phương nữa. Chúc hai chú cháu sẽ khỏe lại để tung hành trên màn ảnh. Dù không nói rõ nhưng qua những comment của khán giả, có thể thấy Đức Hải đã giúp đỡ và hỗ trợ nghệ sĩ Lê Bình rất nhiều trong thời gian điều trị bệnh. Khán giả bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng tốt đẹp của anh. Danh hài Đức Hải mong rằng loại thuốc mới này sẽ giúp nghệ sĩ Lê Bình điều trị hiệu quả hơn. Có thể thấy diễn viên Lê Bình đã tươi tắn và khỏe hơn thời gian trước. Đức Hải cũng vào thăm Mai Phương, hiện tại sức khỏe của nữ diễn viên đang tiến triển tốt sau thời gian điều trị ung thư phổi. Vào tháng 8 vừa qua, công chúng vô cùng bất ngờ trước thông tin nam diễn viên Lê Bình phải nhập viện điều trị ung thư phổi, nằm cùng khoa với diễn viên Mai Phương. Nam diễn viên gạo cội gặp rất nhiều khó khăn khi không có người thường xuyên ở bên chăm sóc và hoàn cảnh kinh tế cũng không mấy dư dả. Trước đó, những hình ảnh tiều tụy của Lê Bình khiến người hâm mộ xót xa.